Hello tất cả các bạn, lúc này là hơn 6:30 các bạn. Thì thời gian này cũng là khá là trễ để mình nói đến chuyện mà review hai cái động cơ này, nhưng mà tại vì gấp quá các bạn, mình vừa soạn hai cái con động cơ này ra mình giới thiệu cho những người bạn mình đang cần xài cái con này nè, kêu mình là làm cái video để gửi qua Zalo, mà thôi mình làm cái mình gửi qua cái YouTube cho các bạn xem chung luôn ha. Thì đầu video thì chúc tất cả các bạn được nhiều dồi dào sức khỏe ha, gặp nhiều may mắn trong công việc. Dạ, thì đây là hai con động cơ dân NS 50. Cái này là nói đến NS thì nó có NS và NSA nha các bạn, còn HS là riêng nữa. Cái này là dòng NS này là lốc gan. Các bạn nhìn cái hông này là biết nè. Nếu mà cái hông này nè các bạn, cái nắp ở trên nó xè xuống luôn á, thì nó là cái đời lốc nhôm. NSA đó, giống như cái thằng HS rồi đó. Còn này là cái nắp nó giống như là mấy anh NS bình thường đó, nắp nhỏ, nắp còn con đó. Thì hai con này đó nó nằm ở trong tình trạng đó. Thì đời này thì nó thuộc dạng là truyền thống hồi đó giờ rồi, nồi đồng cối đá đó, nó chạy nó tương đối là chắc chắn đó. Thì mình đem ra hai con này là hai cái con ngái mà nó tương đối là ổn. Nó đẹp thì nó không đẹp lắm các bạn, tại vì mình cũng chưa có vệ sinh rồi các bạn thấy nè. Còn cái tem bọng thì chắc này các bạn nhìn thấy cũng không rõ lắm đâu, mà vẫn còn tem, còn cái thông số NSA50 đọc ở đây dùng người ta tân NSA50 số vòng quay là 2000 mấy, 2000 không phải 2000 đâu con. Quá trời tối các bạn ơi, tại vì bạn bè yêu cầu quá mình lấy ra giới thiệu, nếu mà nó phù hợp thì bạn lấy về xài trong năm nay, giờ phải cố gắng. Nó khoảng số vòng quay khoảng 2400 vòng nữa các bạn. Thì nó cho ra công suất 5 HP, nhưng mà nếu mà khi mình nhìn cái máy này các bạn, nhiều khi đó NS 50 á thì nó cũng đóng dấu ở bánh chớn là NS 40 nha các bạn. Đây nè, này là NS 50 hả Tân? NS 50 rồi. Đây. 50. Đúng luôn các bạn, có đời nó 50 và đóng bánh chớn 40 nữa. Thì sáng nay mình nói luôn để các bạn dễ nhận diện về cái thằng 50 40. 50 40 là bích tông nó bằng nhau, đều là 70 ly hết nha các bạn. Nhưng mà cái hành trình của cái bích tông á nó dài hơn, thành ra nó cho cái công suất lớn hơn, có nghĩa là phân khối lớn hơn, thành ra các bạn sẽ phân biệt 50 nó sẽ mạnh hơn 40, mặc dù cái bích tông bằng nhau nha các bạn. Đó. Bây giờ cũng trễ quá rồi, mình chỉ quay là để cho các bạn thấy được cái chất máy thôi, chứ nếu mà quay cho đẹp á là phải buổi sáng nữa các bạn. Này bạn bè mình là xài chỉ quan trọng là cái chất máy thôi, mặc dù cái máy này nó cũng thuộc dạng là khá đẹp. Đó, bây giờ cho nổ máy đi Tân. Con ra mình nó quay máy nổ lên cho các bạn xem. Rồi coi như là máy số 1 đi.
Cái này là coi như là máy số 2 đi các bạn. Này gấp quá, học cái tên thủ tên số không số gì hết trơn. Làm việc các bạn chứ không phải là để chân nha, để chân là từ khi những cái người ta quá chi tiền bỏ đi để chân, còn anh em bà con cô bác mình đa số là mua sáng máy về là để sử dụng ok là được, còn mình tốt mình đẹp quá cũng không làm gì, quan trọng là cái chất máy nó tốt thôi đó. Rồi một lần nữa giới thiệu các bạn nhân NS50 đây, hai con này là con số 1 nha các bạn, con số 2. À, số điện thoại mình để dưới cái tiêu đề, nếu ai cần thì liên hệ mình nha. Rồi mình dừng nha các bạn, tạm biệt các bạn, có cần thì điện thoại mình sẽ tư vấn thêm. Chúc các bạn nhiều sức khỏe nha, tạm biệt.